Hoài Linh, phim Châu Tinh Trì, nhảm gấp 800 lần phim Việt, sao không ai chửi? Khi thị trường phim cuối năm còn chưa nhiều thông tin, thì một bộ phim đã công bố chiếu Tết, đó là Đích Tôn Độc Đắc. Do nghệ sĩ Hoài Linh đảm nhận vai chính. Nghệ sĩ Hoài Linh bật mí, sẽ sắm vai một người ông nội rất chú trọng về truyền thống gia đình Việt Nam, về việc nối dõi tông đường, trong Đích Tôn Độc Đắc, khởi chiếu Tết Nguyên Đán 2018. Trong phim, nhân vật của Hoài Linh thuộc hàng khá giả, đại gia, nhưng chỉ có cháu Đích Tôn, không còn con cái. Bộ phim này chủ yếu nói về sự lo lắng của ông về vấn đề giới tính trong thời gian vừa rồi, nói chung là lo về phần nối dõi tông đường. Trong phim, tôi có một đứa cháu nội Đích Tôn, nhưng nó lại có vẻ thất bại trong tình yêu, đến nỗi ghét phụ, nên đã từng tuyên bố ghét đàn bà. Hoài Linh bật mí. Tham gia đóng một số phim, Hoài Linh rút kinh nghiệm, anh chỉ thích hợp với các vai diễn hài. Trước nhiều ý kiến cho rằng, trong vài năm gần đây, thị trường phim hài Việt bị gắn mác là hài nhảm, nhưng Hoài Linh vẫn tự tin cho rằng khán giả nên có cái nhìn khách quan và cổ vũ cho điện ảnh nước nhà. Anh bày tỏ phim hài nó phải là phim hài. Nhiều phim nhảm, tại sao báo chí Việt Nam hay viết phim Việt Nam mà không đi viết Châu Tinh Trì này kia, nó còn nhảm gấp 800 lần phim Việt Nam, sao không ai viết mà hễ phim Việt. Cũng theo danh hài, có nhiều phim nước ngoài nhập về, có nhiều yếu tố vô lý mà khán giả vẫn không chửi, vẫn khen nức nở. Còn Việt Nam, đi coi phim thì ít, mà đi soi mói thì nhiều. Khi được phản ứng thế nào, khi bị chê diễn như kịch, Hoài Linh thẳng thắn, tôi chỉ hỏi một câu thôi, diễn điện ảnh diễn ra sao, nó chậm hơn, nó rề rà hơn, mặt buồn thảm hơn hay sao? Phim chiếu rạp nó chỉ có 90 phút thôi, nó dồn hết nội dung vô đó, thành ra, cái tải của diễn viên phải nặng hơn, họ làm sao, phải tải hết ý của đạo diễn muốn, kịch bản muốn. Còn phim truyền hình thì không nói ngày nay, ngày mai nói, ngày mai ngày mốt nói, còn cái này nó có 90 phút. Anh Bốn nói thêm, tôi nghĩ điện ảnh nó chỉ khác vậy thôi, chứ còn diễn thì người nào giỏi điện ảnh thì lên diễn, chứ diễn gì hơn được nữa. Tùy ví dụ, đúng vai thôi, như vừa rồi, anh Hoàng Dũng, do người phán xử, ảnh dứt liền, là bởi vì, đúng vai ảnh, đúng sở trường của người ta sẽ làm. Còn bây giờ, sở trường của tôi, không phải là phim kinh dị, tôi không phải là dân đánh võ, mà đưa phim kia, thì làm sao tôi bằng người ta được. Trước tác phẩm mới sắp ra rạp, Hoài Linh bày tỏ, những người làm nghệ thuật cần nghe những góp ý xây dựng để cải thiện chất lượng phim hơn là những lời soi mói thiếu thiện chí. Anh cho biết mình chưa bao giờ buồn vì sự nghiệp diễn xuất. Đã theo đuổi từ nhiều năm nay vì đã luôn sống trọn với đam mê của mình. Những điều tuyệt đối cấm kỵ khi trang điểm cho danh hài Hoài Linh. Đằng sau việc trang điểm cho Hoài Linh tưởng chừng đơn giản lại có những điều cấm kỵ vô cùng quan trọng. Trước khi tham dự sự kiện hay lên sân khấu, trang điểm là điều mà tất cả các sao Việt đều thực hiện. Tưởng chừng việc trang điểm chỉ là tô son hay đánh phấn sao cho đẹp, nổi bật là được. Nhưng không phải ai cũng biết, đằng sau những bước trang điểm tưởng chừng đơn giản ấy là cả một nguyên tắc ngầm, điều cấm kỵ mà không nghệ sĩ nào hay người trang điểm nào dám làm sai trái. Thứ nhất là những hộp trang điểm. Đối với người make-up trong nghề thì điều mà kiêng kỵ nhất là để những hộp này dưới đất, bởi những thứ đó được tô lên mặt của nghệ sĩ, nếu làm như vậy họ sẽ nghĩ mình không được tôn trọng. Và chính những người trong showbiz coi việc cần phải hết sức thận trọng, người mà kiêng kỵ là không thể kể đến Hoài Linh. Một người từng làm trang điểm cho Hoài Linh chia sẻ, nhất là anh Hoài Linh, anh Linh thấy ai để thùng make-up dưới đất mà vô tình bước thôi là anh ấy không bao giờ cho là mặt anh ấy. Thứ hai, khi ở trong phòng hóa trang, các nghệ sĩ không được đùa giỡn, nói tuột mà phải yên lặng và tập trung nhất có thể, bởi nếu vi phạm sẽ bị tổ phạt. Một điều tối kỵ thứ ba không kém là khi trang điểm, các nghệ sĩ không được khen người kia làm mặt đẹp. Nếu chẳng may lỡ lời, người bị khen sẽ phải bôi mặt đi và làm lại từ đầu. Ngoài ra còn nguyên tắc nữa cho thợ trang điểm là không để đồ tẩy trang ở hộp trang điểm. Vẫn là thợ trang điểm này chia sẻ, đồ tẩy trang mắt thì có, vì những lúc làm sân khấu chỉ trong tích tắc phải chùi cho nghệ sĩ để làm màu khác nên buộc phải có, còn đồ tẩy trang nguyên mặt thì không có. Giải thích cho điều này, các thợ trang điểm cho biết đó là quan điểm chút thực tế, bởi nhiều người tin rằng nếu để đồ tẩy trang trong hộp trang điểm thì họ sẽ bị tẩy trang nguyên cả khuôn mặt
cho nghệ sĩ sau khi mắc cúp xong. Chính vì vậy nên những hộp đồ tẩy trang dường như không có mặt trong hộp đồ trang điểm cho nghệ sĩ. Làm ca sĩ không có chừng mực, lúc bốc đồng nói như vậy thì kệ thôi, anh ta cũng có phải là ca sĩ thần tượng gì đâu, để ý làm chi, nhạc sĩ Vinh Sử chia sẻ. Bolero có giá trị về mặt hoài niệm, nhưng nếu người già, trẻ, lớn bé đều đắm đuối với dòng nhạc này, thì đó thực sự là sự thụt lùi trong âm nhạc, chính là phát ngôn sốc của Tùng Dương cách đây 4 tháng và anh đã phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích từ đồng nghiệp lẫn dư luận. Những tưởng Tùng Dương sẽ tránh xa dòng nhạc mà anh không có mấy thiện cảm. Thế nhưng, trong đêm nhạc gần đây tại Hà Nội, Tùng Dương gây bất ngờ khi hát một đoạn ca khúc Hai Mùa Noel của nhạc sĩ Đài Phương Trang và nói rằng tôi cũng có thể hát được bolero. Ngay sau đó, phần trình diễn của Tùng Dương được đưa lên mạng. Rất nhiều nghệ sĩ đã tiết lộ rằng họ không nhịn được cười khi nghe nam ca sĩ này hát bolero. Một số người còn cho rằng Tùng Dương chọn nhầm ca khúc không thuộc bolero mà lại cố hát để ra chất bolero nên càng sai. Liên hệ với ông Vô Nhạc Sến, nhạc sĩ Vĩnh Sử và hỏi ông ca khúc Hay Mùa Noel có thuộc dòng nhạc bolero không, vì nhạc sĩ già cho biết ông không thuộc ca khúc nên không thể phát ngôn được. Nói về việc Tùng Dương từng chê bolero, giờ lại thể hiện kiểu tôi cũng hát được bolero nhưng chẳng qua không thích, thì nhạc sĩ chia sẻ quan điểm. Theo tôi thì ca sĩ cứ nói tới nói lui sẽ mất giá trị của chính mình trong mắt khán giả. Bolero, rock hay thể loại gì đi chăng nữa thì cũng đều có khán thính giả của riêng nó. Đừng nói bolero dở, là ca sĩ mình thích, ca sĩ gì ca thôi. Tôi thấy Tùng Dương không có ý thức về âm nhạc nên mới nói như vậy, đụng chạm đến nhiều người nên giờ lại hát, họ không thích thì ráng chịu. Làm ca sĩ không có chừng mực, lúc bốc đồng nói như vậy thì kệ thôi, anh ta cũng có phải là ca sĩ thần tượng gì đâu, để ý làm chi. Về ý kiến của một số cư dân mạng cho rằng Tùng Dương đang lợi dụng bolero để đánh bóng tên tuổi vì chẳng ai đi chê cho đã rồi lại đi hát cả, nhạc sĩ Vinh Sử chỉ nhấn mạnh lại điều này. Lợi dụng hay không thì tôi không có biết, nhưng nên nhớ, ca sĩ dòng nhạc nào cũng có thế giới riêng và khán giả riêng của mình. Là ca sĩ thì chỉ cần thể hiện tốt sở trường của mình thì không ai nói gì được. Nói nhiều quá, chính người hâm mộ mình có thể quay lưng lại và không thèm nghe mình hát nữa. Khi hỏi nhạc sĩ Vinh Sử có phải bolero dễ hát, dễ kiếm tiền, nên số lượng ca sĩ đi theo dòng nhạc này ngày càng nhiều không, ông cho biết. Có phải chỉ bolero kiếm được nhiều tiền và cái khác không kiếm được nhiều tiền đâu, như ca sĩ thần tượng bây giờ cũng rất nhiều fan. Còn bolero dễ hát hay không và hát có lay động được lòng người hay không vẫn phụ thuộc vào sở trường và tài năng của từng ca sĩ. Ca sĩ hát hay thì ngoài giọng hát, cách chọn bài cũng rất quan trọng. Chọn đúng ca khúc mà người hát có sự đồng cảm với nội dung thì sẽ hay thôi. Do vậy, với tôi không có cái nào hay, cái nào dở, cái nào kiếm được nhiều tiền hay không kiếm được nhiều tiền hết. Nhạc sĩ Vinh Sử cũng rất khéo léo khi trả lời câu hỏi về giọng ca bolero mà ông thích nhất. Với tôi, ca sĩ nào cũng hay, nếu chọn đúng bài nên tôi không nhận xét, để việc đó cho khán giả, chứ tôi làm sao dám nói ai ca hay hơn ai được. Giờ tôi nói người này hát hay lại mất công người khác nghĩ, ủa mình cũng ca đâu thua anh kia, mà sao ông chỉ khen người đó mà không nói tới mình. Đời nhạc sĩ không có bài nào tôi không thích. Nhạc nào tôi cũng thích chứ không phải bolero không, nhạc sĩ Vinh Sử chia sẻ. Cổ tích giữa đời thường, đám cưới hạnh phúc của cặp, vợ thấp, chồng cao. Dù sở hữu một chiều cao vô cùng khiêm tốn, nhưng Kim Yến lại khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi có được một người chồng cao ráo, bảnh trai và yêu thương cô hết lòng. Mới đây, đám cưới được ví như cổ tích giữa đời thường của cặp đôi đỗ lệch, cô dâu Cao Thị Kim Yến, sinh năm 1996, và chú rể Diệt Nguyễn, hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt. Từ dân tình, với hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt like, chia sẻ, cùng rất nhiều phản hồi tích cực. Sở dĩ, đám cưới trên nhận được nhiều sự chú ý như vậy là vì sự chênh lệch chiều cao của cô dâu và chú rể Kim Yến chỉ cao tới nửa người Diệt Nguyễn. Tuy vậy, nàng dâu chính ấy
vẫn được cộng đồng mạng vô cùng ngưỡng mộ, bởi dù sở hữu chiều cao khiêm tốn so với người bình thường, nhưng cô nàng lại may mắn có được một người chồng không chỉ cao lớn, bảnh trai mà còn yêu thương cô hết lòng. Hình ảnh đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc đứng bên gia đình, bạn bè trao cho nhau những cử chỉ thân mật. Tình cảm trong ngày trọng đại của cuộc đời đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đa số cư dân mạng đều tỏ ra trầm trồ và ước ao có được một tình yêu đẹp như Kim Lính và Diệt Nguyễn. Một tình yêu chỉ đến từ những cảm xúc chân thành và không bị chi phối bởi yếu tố ngoại hình. Rất nhiều lời chúc phúc đã được mọi người gửi tới cặp đôi. Trên trang cá nhân, cô dâu Kim Lính nói rằng sẽ không quan tâm tới những tin đồn cho rằng chú rể Diệt Nguyễn đến với cô là vì kinh tế, bởi thực chất, gia cảnh nhà Kim Lính không hề khá giả, ba mẹ cô còn phải nuôi hai em nhỏ ăn học. Quan trọng hơn, tiền lương của chồng cô gấp mấy lần lương cô đi làm một tháng. Bên cạnh đó, cô dâu chính ghế cũng bày tỏ sẽ chỉ chú tâm vào việc yêu chồng và trở thành một người vợ tốt hết mức có thể. Được biết, cặp đôi đủ lệch đã có 2 năm yêu đầy sóng gió vì những lời đồn đoán, áp lực của dư luận rồi mới đi tới kết hôn. Diệt Nguyễn là một người đàn ông hiền lành và yêu thương bạn gái hết lòng. Trong suốt 2 năm yêu, anh chàng thường xuyên đưa đón Kim Yến vì sợ người yêu bị mệt khi đi xe buýt. Chia sẻ với chúng tôi, chú thể Diệt Nguyễn cho hay anh và vợ không muốn chuyện đời tư bị nhiều người để ý và soi xét, nên xin phép không công khai chi tiết chuyện tình cảm.